tôi xin lâu lắm rồi tôi mới gặp anh chị, cho nên là tôi xin trả lời hết tất cả câu hỏi. Rất là cảm ơn thầy. Tôi có một câu hỏi cho thầy. Thực ra thì cũng như rất là nhiều người hâm mộ và anh em phóng viên nhà báo, đặc biệt là thậm chí là các quan chức chính phủ cũng rất là quan tâm đến cái việc mà thầy sẽ ra hợp đồng với Việt Nam. Tuy nhiên thì đến cuối năm nay thì chúng ta mới đến thời hạn để đàm phán, nhưng mà Minh Hải xin phép được hỏi thầy là trong suốt thời gian vừa rồi thì thầy có nhận được những cái lời đề nghị từ những cái đội bóng khác, những cái nền bóng đá khác hay không, và thầy đã ứng xử với những cái lời mời đấy như thế nào? Và cái câu hỏi thứ hai là tôi muốn hỏi là thời gian vừa rồi thì huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã có một cái lời nhận xét tương đối là gây sốc khi nói rằng là Hà Đức Chinh hiện nay đang không có được cái phong độ đủ tốt, và thậm chí là không có lý do gì để huấn luyện viên trưởng có cái lên đội tuyển. Và trong mắt của thầy thì thầy đánh giá Hà Đức Chinh như thế nào, và thầy đã làm công tác tư tưởng như thế nào cho Hà Đức Chinh để cậu ấy vẫn tự tin và vẫn có thể phát triển cái tiềm năng của mình trở thành tài năng như chúng ta mong muốn. Xin được cảm ơn thầy. Các anh luôn luôn là một câu hỏi rất khó. Trong bất cứ lần nào tham gia giải thi sinh, xin phép được câu trả lời đầu tiên là không trả lời, là xin phép không trả lời. Tôi thực sự yêu Việt Nam, thích Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để làm thế nào sẽ trao đổi tốt nhất với Liên đoàn. Tôi cũng tôn trọng ý kiến của anh huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Đà Nẵng. Đương nhiên, Hà Đức Chinh là chủ tịch huấn luyện viên khai trở lại, khi nhận sự chứng giám của câu lạc bộ Đà Nẵng. Nhưng tôi nghĩ rằng là nếu như mà Hà Đức Chinh mà có phong độ không tốt thì có lẽ là ở câu lạc bộ nên làm thế nào để cho Hà Đức Chinh có phong độ tốt. Chỉ có để tham dự về không tiếp trên hàng lại sự đó. Ở giải vô địch Việt Nam hiện nay chúng ta có vấn đề. 지금 장교육에 대한 연병이 두 명이 운영이었는데 올해 세 명으로 늘었습니다. 제가 또 몇일라 năm ngoái thì chỉ cho phép là hai cầu thủ nước ngoài thi đấu thôi. Đăng ký thi đấu năm nay là nâng số lượng và tính rất là tăng lên một người nữa. 지금 베트남 전체 각 인구 팀의 전체 70% 80%가 4명 연병 공격수입니다. Chúng ta cũng biết là đến hiện nay có thể nói là cái giải vô địch của chúng ta hoặc là cái giải chuyên nghiệp của chúng ta đến 70-80% các tiền đạo đều là từ nước ngoài. Chúng tôi Việt Nam 자국내 공격수들은 앞으로 이런 식으로 가면 기회가 없습니다. Nếu chúng ta tiếp tục duy trì như thế này thì sắp tới chúng ta sẽ có sản sinh ra các cái tiền đạo của Việt Nam. 제가 다른 대표님 얘기를 봤는데 하덕진 후보였습니다. Tôi đã xem trận đấu giữa Đà Nẵng và Việt Theo, tôi thấy là hai cầu thủ nước ngoài đá được đạo. Kiếm được xuống rồi. Ở trận đó thì là hai cầu thủ nước ngoài đá được đạo. Kiếm được xuống rồi. Không có cơ hội. 그러면 하덕진이 부진의 원인도 있을 수 있겠죠. Tất nhiên về có thể là nguyên nhân mà phong độ không tốt của Hà Đức Chinh có thể là do chính bản thân cầu đó. 과연 그 애국 선수들이 제 감독으로서 이야기하는 외국 선수들이 우리 베트남 축구의 스타일과 정말 맞는 부분을 생각해 볼 필요도 있습니다. 그러나 chúng ta cũng cần phải suy xem là cái việc mà sử dụng các cái tiền đạo ngoại như thế thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cái bóng đá của chúng ta. 제가 그 외국 선수들을 절대 무시하는 건 아닙니다. 정말 무시하는 건 아닙니다만은 우리 그 선수들은 신체계도 크고 체력도 좋습니다. 대부분 그 선수들한테는 그런 그 선수들이 잘할 수 있는 것으로 공중볼이나 그런 걸로 보냅니다. 또 thì hoàn toàn không có ý gọi là gọi là coi thường các cầu thủ ngoại, nhưng chúng ta cũng có cảm thấy là các cầu thủ ngoại, đặc biệt là các cầu thủ thi đấu ở cái hàng tấn công đó, họ đều rất là to lớn và thể lực cũng rất là tốt, và chúng ta thấy rất nhiều họ chơi bóng cổ, họ có bóng cổ cho các cầu thủ đó. 단순히 막하는 우리 베트남 선수 중앙 수비수들 상당히 그 선수 체격이 장난이 아니라죠. Chúng ta cũng biết là đối với cái hàng hậu vệ của chúng ta thì so với lại các cái tiền đạo ngoại thì chúng ta thấy là họ cái về mặt thể hình thể lực họ kém hơn. 그게 우리 베트
토트넘 축구의 그 스타일이 우리 베트남 축구와 맞는 건지 도 한번 곰곰이 생각해 봐야 됩니다. 이 운동이랑 그 나이 너 ta chúng ta cũng phải cần phải suy nghĩ lại xem là quả nhiên cái việc ứng dụng đó nó có phù hợp với bóng đá Việt Nam không? Thẳng thắn mình nghe, nếu như đối với những sự đó, nếu như có thể là mình đơn giản để sợ, ý nghĩa thật cho, chúng ta chuẩn bị nhiều và chỉ cần là sự nỗ lực như thế này, chúng ta sẽ làm hay bài được đó. Chứ không có chỉ chạy 80 phút thôi, nếu như đối với những cái đó, chúng ta cũng biết là cái việc mà chúng ta tăng thêm một cầu thủ qua trong một đội nào đó nó thực ra nó là liên quan trực tiếp đến những vấn đề của bóng đá Việt Nam. 70-80% các đội bây giờ đều sai cầu thủ qua. Còn chế và chúng tôi nói rằng tôi sẽ đó thấy tôi em cũng đồng minh sinh sống ở đây nhé. Nhưng tôi cũng sống là hàng thứ tiếng ở tương lai theo bao nhiêu cơ sở sport kinh doanh về sinh sống. Bây giờ tôi hỏi ngược lại một chút, nếu như đội Đà Nẵng mà sử dụng đến hai cái tiền đạo loạt như thế thì bây giờ Đà Nẵng chẳng phải làm gì để cạnh tranh được với hai cầu thủ đó? Rất là đồng cảm với cái suy nghĩ của thầy Bắc. Rõ ràng là khi mà nền bóng đá chúng ta cho phép sử dụng ba cầu thủ ngoại thì đương nhiên là các câu lạc bộ họ hai cầu thủ ngoại đương nhiên là họ có quyền để họ sử dụng vào những vị trí mà họ thiếu. Cái mà khó khăn của chúng ta bây giờ là chúng ta quy hoạch làm sao để chúng ta có được những cầu thủ giỏi bằng cách là chúng ta can thiệp vào cơ chế, tức là đây chúng ta phải nói đến quy chế. Tại sao rất là nhiều nền bóng đá, ví dụ như là Ý, Tây Ban Nha hay là Anh, chúng ta thấy là họ tràn ngập những cầu thủ ngoại nhưng đội tuyển của họ vẫn rất là mạnh. Thì tôi nghĩ là đây là cái vấn đề mà người hâm mộ cũng như là báo giới đang rất là chờ đợi một cái bắt tay giữa liên đoàn, giữa huấn luyện viên trưởng, giám đốc kỹ thuật và câu lạc bộ. Chúng ta phải hoạch định ra một cái kế hoạch làm sao để phát triển được giải vô địch quốc gia, đảm bảo được lợi ích của câu lạc bộ nhưng không làm thu chột tài năng. Cái đấy là quan điểm của cá nhân mình. Xin cảm ơn thầy. Với cái thể trạng của Việt Nam hay không, mà nó phù hợp với lịch của chúng ta hay không.
mặc dù là anh ấy là chuyên gia về thể lực, nhưng mà cái việc quyết định thì ở đây là tôi và chúng tôi vẫn trao đổi thường xuyên với nhau. Về anh ấy về thể lực, câu hỏi thứ hai của anh là có so sánh với về chương ngày xưa. Thực ra thì đây là hai con người khác nhau, cho nên là họ cũng có sự khác biệt. Anh Pháp là huấn luyện viên mới của chúng ta thì có thể là còn trẻ và có kinh nghiệm hơn thiếu, nhưng mà đối với cái lĩnh vực, đối với lại cái việc mà những kiến thức chuyên môn, đặc biệt là kiến thức chuyên môn mới, thì anh có thể là anh có thể nhiều hơn so với cả anh Bé. Và anh này đã từng là học Đức, của anh thì có thể cho những kiến thức chuyên môn khá là mới. Anh Bé thì anh huấn luyện viên Bé thì có thể là kinh nghiệm là người có kinh nghiệm nhiều, thế nhưng những thông tin mới có thể thiếu. 참고로 우리 중국에 갔을 때는 하루에 세 번 운동했습니다. 우리 지역 고쳤을 때는. 그때도 배지옥 코치 스스로가 하는 게 아니라 제 감독의 지시나 어떤 상의하에 통제하에 같이 다 했습니다. 그때도 막 그런 것 같고 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 그때도 막 그런 것 같고